Vâng, em chào mọi người. Đây hôm nay em lên video quay từng con cho mọi người hai đàn nhá. Một một đàn của con Rex chó cảnh sát Nga với lại một đàn của CR7 nhập Pháp. À ui. Đây này, lúc có con cào ảnh phát. Đây đây đây. Đây này này, quay riêng quay riêng quay riêng. Mẹ anh bắt rồi. Thôi anh ấy đi để em cắt cho. Nó nghịch dã man luôn vậy. Thế như này là đang quay trên đây nhỉ? Đang quay. À được rồi. Cho ra lắng, cho lắng, cho lắng, cho lắng. Đây, không nghịch một, một em đực. Đây là vậy, vậy. Đây là chỗ con gái làm sao được. Đây, ui, mọi người đây. Đây, đây. Mọi người anh cầm cái nó đi. Thấy không? Anh cầm cái đi. Đây, này, ra nắng này. Ra nắng này. Ôi ôi, đỏ. Mọi người cháy cơ. Lúc nãy quay ở trong thì xấu nhỉ? Ờ, ôi nhìn ra đỏ khủng khiếp luôn đấy. Quay, quay ngược, quay ngược. Quay ngược này. Ui dồi, nghịch quá. À, có yếm, yếm trắng nhá. Đây, đen, yếm trắng. Được chưa? Ta tắt hết rồi. Được chưa? Ok, ok. Cho nó vào. Chúng lo nha, kia nhỉ? Ngồi sang bên này nhé. Đây. Được rồi. Mình cứ tưởng là cái. Đây. Ôi ôi. Một em là 13 cân ở 14 cân. Cái đàn này nó đã màn nhỉ. Đây. To kinh khủng luôn. Mà nó nghịch, mà nó đỏ. Ôi cái da nắng mà nhìn đấy. Đỏ kinh khủng luôn mọi người nhá. Không giữ được bọn này đâu. Dòng cá nó vẫn đẹp, pháp nó vẫn đẹp nhỉ. Được chưa? Đây 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 đây. Ủa. Con này trắng nhất cả bao lên không nhả này. Đây đây. Nào. Rồi, đây anh ngồi đây. Đây. Con này có vẻ đỡ kịch hơn đấy. Đây, quay kia biết là máy thịnh có đến đây đâu nhỉ? Có thấy được hết này. Máy kia cơ mà. Vâng, thấy được. Có thấy hết chưa? Đây mà em được gặp mà ngực rất là nở luôn. Cái con này nhìn cắn... không nhắn như hai con kia nhưng mà nó cắn nó cắn đồ nhất không nhỉ? Được chưa? Được rồi. Đỏ là đỏ. Đỏ là đỏ. Gặp đen tí rồi. Đây là có ánh nắng nào nhìn này, nhìn kiểu dạng như là đỏ đỏ âu luôn. Sạch, đỏ sạch chứ không lem nhem. Rồi. Lấy giúp ta đi. Thôi rồi, còn mấy con này hôm qua quay riêng rồi. Quay lại nhỉ? Nó quay, quay rồi thì còn nắng hay là quay lại? Quay nắng không nhỉ? Quay lại tí đi. Chiều, mình quay chiều rồi, thì quay lại để cho mọi người xem luôn đàn này luôn. Cái đàn này có nào đặt rồi? Con đặt đúng không? Đúng rồi. Cái đàn con rắn như đen luôn. Bố nó được kìa. Địch ra bàn nhỉ? Cái bàn con này thần kinh nó cũng căng lắm nhé. Đó. Người không ở yên luôn. Mọi người nhìn này. Chào. Ok ok. Này đây. Bộ này đúng nghịch. Kinh khủng luôn. Cái bàn này đàn nào nó tốt thì đúng bài luôn. Sợ quay. Em được quay video riêng vã trưởng. Quay nó không quay như trong sóng luôn này. Mọi người bảo là làm sao chụp ảnh được, chụp ảnh được cái đàn này. Chụp cái gì? Chụp cái gì nào? Đây quay riêng bác ạ, quay riêng. Quay riêng. Quay riêng còn khó hơn cả quay chung. Đây, quay riêng bác cả chụp quay riêng này. Ai ạ, ai ạ. Mùi mùi rồi mọi người này. Đây quay riêng rồi. Đây quay riêng rồi. Chứ thấy đàn nào như đàn này luôn. Cái đàn trước bàn. Trước thì đàn đàn cái đàn bông vô thì phần kinh nó chưa nó không có lở yên rồi, cái đàn này cũng thế. Mọi người gì? Không giữ nổi luôn. Kia kia có khách đặt rồi mà em không quay nữa. Hiện tại là con này vừa về bác là có anh một anh khách trong Thanh Hóa đặt luôn rồi mọi người nhé. Đây, hiện tại là em quay hai đàn này, mọi người đã quay riêng rồi, mọi người có nhu cầu hay là có thích em nào ấy inbox bọn em luôn nhé. Xin chào ạ.